bao giờ thấy thẫn thờ cũng từ. Tôi bỏ tiền ra để làm cái phim ca nhạc mà các anh làm ăn thế này. Phim ca nhạc chứ không phải là MV. Mà ông nào sáng tác bài hát đấy hả? Có mỗi cái câu kết mãi không xong. Rằng tôi à? Hả? Có phải rằng tôi không? Vâng, rằng tôi. Rằng tôi, rằng tôi, rằng mãi không xong. Làm lại. Úi giời. Ngồi đấy à? Tập trung vào. Dạ, vâng. Còn 3 phút nữa thôi. Dạ, đấy. Vâng ạ. Lúc này thế này, phích cứng vào. Không liếm gì đấy. Dạ, em lau mic ạ. Ôi, bóng nhảy anh ơi. Cái này tôi cần nó ghi tiếng, chứ không ghi hình, hiểu chưa? Ừ. Tập trung vào. Ừ. Con lẩy bố. Bố không còn việc gì khác làm à? Dạ. Pin sạc đầy chưa? Một, đầy rồi anh ạ. Nhanh lên, khẩn trương lên nhá. Chỉnh trang nhanh lên, nắm vuốt lâu quá. Còn 1 phút nữa thôi. Cái thằng này. Đừng ngồi đấy, ngủ gật à. 30 giây nữa đây này. Nhanh lên. Toàn bộ ekip chú ý. Còn 25 giây. 3 2 1 Music. Mà. Qua cứ thế và từng đêm cũng thế, như trong cơn ngủ mê lặng thầm theo hết những đam mê dại khờ của một ai đó ngỡ vu vơ, một mình ôm nỗi nhớ, một mình ôm khao khát mong manh mơ hồ, một mình với những nỗi ngần ngơ đợi chờ và mong mơ. Mơ ngày mai ánh mắt em nhìn về phía tôi. Mơ ngày mai lối em đi về là đường tôi. Xin thời gian hãy cho ngừng lại dù trong phút giây, một lần từ trái tim này được nói với em rằng tôi. Trong cơn ngủ mê.
thầm theo hết những đam mê dại khờ của một ai đó ngỡ vu vơ. Một mình ôm nỗi nhớ, một mình ôm khao khát mong manh mơ hồ, một mình với những nỗi ngần ngơ đợi chờ và mộng mơ. Trong phút giây một lần từ trái tim này được nói với em rằng tôi yêu thầm ôi thầm yêu là như thế, vui buồn hay hờn ghen thật vô cớ, yêu chỉ riêng mình yêu, yêu trong mơ. Về phía tôi mơ ngày mai lối em đi về là đường tôi, xin thời gian hãy cho ngừng lại dù trong phút giây một lần từ trái tim này được gửi với em rằng tôi yêu thầm ôi thầm yêu là như thế, vui buồn hay hờn ghen thật vô cớ, yêu chỉ riêng mình yêu, yêu trong mơ. Mơ ngày mai ánh mắt em nhìn, nhìn về phía tôi. Mơ ngày mai lối em đi về là đường tôi. Xin thời gian hãy cho ngừng lại dù trong phút giây một lần từ trái tim này được nói với em rằng tôi mà chẳng kịp định hình xem ai gõ cửa trái tim mình. Xin thời gian hãy cho ngừng lại dù trong phút giây một lần từ trái tim này được nói với em rằng tôi. Hãy cho ngừng lại dù trong phút.